Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Đây là câu chuyện về bốn chú vịt con nở ra từ bốn cái quả hột vịt lộn mà ba mẹ mình mua và quên ăn. Và hôm đó là vào một ngày cũng rất là bình thường, thì bỗng nhiên ba mẹ mình nghe mấy cái tiếng chip 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 của những con vịt con, thì mới phát hiện ra là cái vỉ hột vịt lộn mà mua và để gần cái nồi cơm điện thì từ hôm nay nó nở ra bốn con vịt con nhỏ xíu. Và ba mẹ mình thì thật sự rất là lúng túng vì đây là lần đầu tiên thấy những con vịt con nở ra ngay trong nhà. Thế là mới đi tìm khăn để lót và làm ổ cho những chú vịt này. Và vì gia đình mình ở thành phố cho nên là không có nhiều đất để làm chuồng cũng như là để có thể nuôi được bốn con vịt này. Thế là ba mẹ mình đã đem bốn con vịt này về cho bà nội ở bên dưới quê và nhờ bà nội chăm sóc giùm. Thế là bà nội cho vào lồng tại vì sợ bị chó hoặc là bị những con vật lớn hơn dí bắt. Cái điều đặc biệt mà mình quan sát đó là bốn con vịt này mình không biết là nó có nở ra, nó có được sinh ra từ một con vịt mẹ hay không, hay là từ những con vịt mẹ khác nhau. Nhưng vì bốn con vịt này nở gần nhau và nở cùng với nhau và chúng nó lớn cùng với nhau, cho nên là lúc nào cũng thấy bốn con vịt này đi chung với nhau hết. Và lần nào mình về thăm nội thì ra đằng sau vườn cũng sẽ thấy bốn con vịt này đi chung với nhau cả. Và thực sự là thấy bốn con vịt này rất là vui và giống như là một cái kỷ niệm vừa vui mà vừa thấy thú vị khi một lần nào đó nhà mình ăn hột vịt lộn và quên ăn và nó nở ra thành những con vịt như thế này. Và đó là câu chuyện vui về bốn con vịt ở nhà mình.